rồi tình yêu một ngày kia chợt như ánh sáng siêu kỳ thắp lên lại niềm vui trong tôi thắp ước mơ. Em dậy rồi à? Anh đến đây khi nào? Anh mới tới thôi. Anh muốn nhìn ngắm em ngủ. Em đến mà ngủ gục lúc nào cũng không hay nữa. Anh nghe Hương nói mấy hôm nay đêm nào em cũng nằm mơ thấy anh sống. Em thấy nhớ anh sâu. Em sợ anh cô đơn nên đến đây nói chuyện với anh. Anh sống mà biết em nặng lòng như vậy chắc anh cũng không đỡ ta đi đâu. Anh nói đúng đó. Anh xấu, anh thương em lắm. Anh mà biết em đang buồn như vậy chắc anh cũng sẽ không vui đâu. Anh biết không, anh nhớ lúc anh còn sống, lúc nào anh cũng bảo vệ cho em, không bao giờ anh muốn em phải chịu cực chịu khổ. Bây giờ anh ở đây có một mình, chắc là anh buồn lắm. Cảm ơn anh đã đi cùng với Liêm trong khoảng thời gian khó khăn vừa qua. Tôi xin phép anh cho tôi được thay thế anh làm điều đó trong khoảng thời gian còn lại của mình. Anh hãy đi nghỉ, tôi sẽ chăm sóc cho Liêm giống như anh đã từng chăm sóc cho cô ấy vậy. Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Mật Mã Hoa Hồng Vàng 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVNI tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNI trên Google Play hoặc App Store.